Xin chào các bạn đã quay trở lại với Bảo Ngọc và Minh Vũ Tech Review. Năm 2020 quả thực là một năm khó khăn đối với toàn thế giới khi dịch Covid-19 đã và đang lan rộng. Dịch bùng phát khiến việc học tập bị đình trệ, nhiều trường học chuyển sang hình thức học online. Như vậy làm sao để chọn được laptop ưng ý, phù hợp với nhu cầu và túi tiền đây? Hôm nay Bảo Ngọc sẽ tư vấn và đưa ra một số lựa chọn trong tầm giá từ 4 đến 7 triệu ở thời điểm hiện tại để giúp các bạn giải đáp được những thắc mắc trên nhé. Đầu tiên là về ngoại hình, thông thường các máy dùng cho tác vụ văn phòng sẽ có kích thước màn hình từ 14 hoặc 15,6 inch. Tuy nhiên thì những chiếc máy 15,6 inch thường có ngoại hình khá to và nặng nên mình sẽ ưu tiên những chiếc máy 14 inch hơn. Đây cũng là mức màn hình vừa đủ để bạn có thể vừa học vừa có thể giải trí nhẹ nhàng. Tiếp theo là về cấu hình máy, đây là yếu tố quan trọng nhất để quyết định quá trình học tập cũng như làm việc của các bạn diễn ra như thế nào. Nếu như máy của bạn sở hữu một cấu hình quá thấp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm của người dùng. Hãy thử tưởng tượng khi bạn sử dụng những tác vụ cơ bản như lướt web hay là sử dụng Word, Excel nhưng bị giật lag, thậm chí là đơ máy thì quả thực là rất khó chịu phải không nào? Và đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra khi các bạn sử dụng ổ cứng HDD và một chiếc CPU quá yếu. Vậy nên là sở hữu cho mình một chiếc laptop có CPU tối thiểu là Core i5 và ổ cứng SSD sẽ giúp bạn khắc phục được những điều khó chịu trên. Và để chiếc laptop có thể phục vụ tốt nhất cho công việc cũng như là việc học online thì cần phải được trang bị webcam cũng như là mic. Vậy cho nên lựa chọn một chiếc laptop có đầy đủ webcam và mic sẽ là lựa chọn tốt nhất cho các bạn đó. Bây giờ thì Bảo Ngọc sẽ giới thiệu 5 sự lựa chọn trong tầm giá từ 4 đến 7 triệu ở thời điểm hiện tại có thể đáp ứng đầy đủ những yếu tố vừa nêu ở trên nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có chiếc Dell Latitude E6430, máy có cấu hình là CPU Core i5-3320M, RAM 4GB, ổ cứng SSD 120GB, màn hình 14 inch, độ phân giải HD 1366x768. Em máy này thì hiện đang có giá là 4 triệu 5 và được bảo hành 3 tháng. Và ở vị trí tiếp theo là chiếc Dell Latitude E5440, máy sẽ có cấu hình nhỉnh hơn một chút so với chiếc E6430 bên trên. Đó là CPU Core i5-4300U, RAM 4GB, ổ cứng SSD 120GB, màn hình 14 inch, độ phân giải HD 1366x768. Máy thì đang có giá là 5 triệu 100 nghìn và cũng đang được bảo hành 3 tháng. Ở vị trí thứ 3 tiếp tục là một em máy đến từ Dell Latitude E6440. Máy có cấu hình CPU Core i5-4300M, RAM 4GB, ổ cứng SSD 128GB, màn hình 14 inch HD 1366x768. Máy hiện đang có giá là 6 triệu 200 nghìn và được bảo hành tới 12 tháng. Và tiếp theo vẫn là một em máy đến từ Dell, đó là chiếc Dell Latitude E7440, cấu hình CPU Core i5-4300U, RAM 4GB, ổ cứng SSD 128GB, màn hình 14 inch, độ phân giải HD 1366x768 và máy thì có giá là 6 triệu 8 và được bảo hành cũng tới 12 tháng. Tuy nhiên thì khác với ba em máy trên, em Dell 7440 này có ngoại hình mỏng và nhẹ hơn rất nhiều, rất phù hợp với chị em phụ nữ chúng ta. Và cuối cùng ở vị trí quán quân sẽ là chiếc Dell Latitude E7450. Em này đang có cấu hình CPU Core i5-5300U, RAM 4GB, ổ cứng SSD 128GB, màn hình 14 inch, độ phân giải HD 1366x768. Hiện tại thì máy có giá là 7 triệu 100 nghìn và được bảo hành tới 12 tháng. Tất nhiên rồi, ngoại hình của em này thì tương tự như chiếc 7440 bên trên, chỉ khác là vỏ ngoài đã được phủ lên một lớp màu nhung đen vô cùng sang trọng. Như vậy là Bảo Ngọc đã vừa giới thiệu 5 sự lựa chọn trong tầm giá từ 4 đến 7 triệu ở thời điểm hiện tại có thể đáp ứng đầy đủ những yếu tố quan trọng phục vụ việc học và làm việc online của mọi người trong thời điểm dịch đang diễn biến rất phức tạp. Bảo Ngọc cũng xin phép giải thích về hai gói bảo hành là 3 tháng và 12 tháng như sau. Với gói bảo hành 3 tháng, khách sẽ được bảo hành toàn bộ máy sạc trong vòng 3 tháng, ưu đãi mua bộ phụ kiện 600.000 đồng với giá 200.000 đồng bao gồm ba lô chống sốc, chuột không dây, bộ vệ sinh laptop, bàn di chuột và túi chống sốc. Mua thêm bảo hành với ưu đãi 100.000 một tháng. Còn với gói bảo hành 12 tháng sẽ có những ưu đãi như sau. Thứ nhất, bảo hành toàn bộ máy sạc trong vòng 12 tháng, riêng pin sẽ là 3 tháng. Thứ hai, tặng đầy đủ bộ phụ kiện bên trên và có thể giảm đến 200.000 nếu như không lấy phụ kiện. Và tiếp theo là được miễn phí ship toàn quốc. Đây chắc hẳn là một ưu đãi rất cần thiết trong thời điểm mà nhà nước khuyên hạn chế ra ngoài đấy ạ. Hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày tính từ ngày mua máy. Và cuối cùng là ưu đãi giảm giá đối với khách hàng đã từng mua máy hoặc được giới thiệu. Và để đảm bảo an toàn cũng như thuận lợi cho công việc của khách hàng trong mùa dịch, Minh Vũ cam kết sẽ cố gắng hết sức để phục vụ khách hàng tốt nhất có thể. Quý khách có thể liên hệ qua hai hotline 0898 747 888 và 0898 747 999 để được các nhân viên bán hàng tư vấn lựa chọn mua hàng. Hotline 024 6253 6141 là để được hỗ trợ kỹ thuật.
hãy cùng nhau chung tay để đẩy lùi dịch bệnh mọi người nhé. Và cũng đừng quên ấn like, share cũng như subscribe để ủng hộ kênh của bọn mình. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại.